nha mẹ em ơi. Xin chào anh em nhá. Nể thằng em lắm đi, bắt đầu lại làm cho em thằng em cái khung rồi. Em đã nói rồi em không làm gì cả, em chỉ làm khung rồi đây, ngoảnh mặt cho anh em nhìn cái xem nào. Nể quá mới làm cho anh em cái khung. Đây cái kích thước thì trên YouTube em cũng có rồi. Em sẽ đặt đường link bên dưới video, anh em thích làm cái mẫu này thì đặt dây cho anh em nhìn nó kỹ này. Đây móc này. Đây cái móc của nó thì nể thằng em lắm mới làm đấy. Đây anh em nhìn sơ bên ngoài. Móc đây, móc đây. Đây móc đây. Cái móc này thì em sẽ uốn nó từ đây. Nó ngu quá, nó y hàn sâu. Vậy quẻ từ đây lên. Nhìn cái móc em sẽ chất hơn. Đó. Đây anh em. Anh em nào mà cần cái mẫu này thì anh em có thể em đặt đường link bên dưới video thì anh em có thể vào đó anh em lấy nhá. Còn đây này anh em này, em nói chi tiết hơn về cái này này. Đây là cái này là 4 ly. Anh em lấy cái xiên chả. Cái này to hơn nó sẽ khỏe hơn. Còn cái này thì nó là 3 ly. Đều tất 3 ly. 3 ly. Cái này thì em bảo nó làm bằng 2 ly nhưng mà nó cầm nó đi mua đều tất 3 ly nên nên làm tất cái cũng không ảnh hưởng gì anh em nhé. Nếu mà làm nhỏ hơn thì sẽ nhẹ hơn. Nó không cứng bằng cái này nhưng mà nó sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng này cũng ok rồi, không sao cả. Không ảnh hưởng gì cả. Làm này cũng ok luôn. Quan trọng là anh em phải làm được đẹp hay không thôi. Còn kích thước thì em đặt đường link bên dưới thì anh em có thể lấy cái đường link bên dưới video này. Anh em làm. Anh em nào mà thấy cái lòng của mình đẹp thì anh em cho em xin một like nhá. Ok anh em. Em đợi ngày lên lòng. Có nào lên lòng được thì em sẽ review tiếp. Còn em không làm, đây thằng em tự làm, em không làm. Thử xem là thằng em làm nó đẹp không. Phải chờ nhé, chờ tất thằng em này. Rõ ràng. Ok, chào anh em.